có được 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Guatemala là đội đang nắm lợi thế trong cuộc tiếp đón Ai Cập. Đội bóng vừa trải qua một trận đấu đáng quên. Đẳng cấp của đội bóng xếp trên tới 10 bậc trên bảng xếp hạng. Liệu có giúp Ai Cập đứng dậy đúng lúc? Đội tuyển Futsal Ai Cập, đội tuyển Futsal Guatemala, 22 giờ ngày 15 tháng 9, trực tiếp trên VTV5.